かもしれない。Thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô, các anh chị nghiên cứu sinh và học viên cao học, tôi xin được trình bày tham luận của mình sẽ là giá trị nội dung của kịch bản Tuồng Nam Bộ trước năm 1945. Kính thưa quý thầy cô, tuồng đã được tồn tại và phát triển từ thế kỷ 16, thế kỷ 17 và phát triển rất là mạnh mẽ ở thế kỷ 18 và thế kỷ 19, đỉnh cao vào thế kỷ 20. Với rất nhiều kịch bản tuồng có giá trị như là Sam Hậu hay là Kim Thạch Kỳ Duyên, nhạc Hoa Linh, Đinh Lưu Tú, Lâm Xanh Xuân Hương hay là nhạc Phi Diệt Bổn. Tuy nhiên là việc nghiên cứu về tuồng vẫn còn nhiều bỏ ngỏ, khiến cho tuồng rơi vào cái tình trạng vô tri bất mộ, tức là không biết cho nên chẳng ai hay. Đúng như là Đặng Phương Lữ Sử đã từng nói là đã có một thời là các văn nhân mặc khách là tranh nhau là đặt tuồng. Tuy nhiên là án văn chương ngày ấy hình như đã trái mùa lắm, đã phải đón nhận cái sự thờ ơ nghẻ lạnh hờ hững của người đời. Cũng đã có một cái số nghiên cứu về tuồng, nhưng mà hầu như là các công trình nghiên cứu này chỉ mới tập trung đến nghiên cứu về nghệ thuật biểu diễn thôi, là vấn đề kịch bản của tuồng. Và một số nhà nghiên cứu ví dụ như là Minh Quang hay là Hoàng Châu Ký, Nguyễn Lộc, Xuân Yến, khi nghiên cứu về tuồng Việt Nam nói chung thì các tác giả chủ yếu nhấn mạnh là nội dung của tuồng có hai vấn đề chính. Thứ nhất là vấn đề trung quân ái quốc, đề cao cái giá trị trung hiếu tiết nghĩa, và vấn đề thứ hai là nói về những cái vấn đề hài hước trong xã hội để mà phê phán xã hội, đưa ra những cái bài học đạo lý làm người. Tuy nhiên khi khảo sát 23 tác phẩm tuồng của Nam Bộ, chúng tôi nhận định là tuồng của Nam Bộ có nội dung là khá phong phú với ba cái nội dung chủ yếu như sau. Thứ nhất là đề cao các cái giá trị trung hiếu tiết nghĩa, thứ hai là phê phán những cái suy thoái đạo đức trong xã hội, và thứ ba là ca ngợi tình yêu thủy chung. Quan niệm coi đạo trung quân hay là tư tưởng huyết thống đế vương của một số vở tuồng đã chi phối đến cái cách ứng xử của các nhân vật trong các tác phẩm coi đạo trung quân là tối thượng. Chính vì vậy mà trong Sơn Hậu hay là Lý Thiên Luông hay là nhạc Hoa Linh, Đinh Lưu Tú, Tống Tử Minh, hình ảnh những cái ông vua xuất hiện rất là mờ nhạt trong tác phẩm. Thậm chí là hình ảnh ông vua hiện lên với những cái người rất là sức khỏe không tốt hay là đang bước vào cái thời kỳ lâm chung. Tuy nhiên là nó lại trở thành một cái biểu tượng thiêng liêng cần phải được bảo vệ. Và chính là để bảo vệ cái tư tưởng trung quân này, cho nên là đôi khi khiến cho các nhân vật trong tuồng gặp những cái hoàn cảnh rất là eo le, buộc phải lựa chọn giữa trung và hiếu. Mà một cái điều rất là thú vị ở trong tuồng đấy là cho dù là các nhân vật có lựa chọn trung hay là lựa chọn hiếu, thì cuối cùng là tác giả của các tác phẩm tuồng cũng để cho nhân vật của mình là hoàn thành cái sứ mạng chữ trung. Tuy nhiên là theo thời gian thì quan niệm trung quân này bắt đầu thay đổi. Hình ảnh của các ông vua không còn là những cái biểu tượng thiêng liêng cần phải được bảo vệ, mà nó đã bắt đầu mờ nhạt và thậm chí là không còn xuất hiện trong một số vở tuồng. Và đặc biệt là càng về sau thì hình ảnh của ông vua là xuất hiện không phải là những cái biểu tượng thiêng liêng, mà nó đã trở thành nó đã xuất hiện với những cái hình ảnh là các ông vua tham bảo hoang dâm hay là ưa thèn hay là ăn chơi như trong các vở tuồng Phong Thần Mã Ốc Khảo hay là các vở tuồng là Lê Nguyện Khôi Truyện. Và các tác giả bắt đầu có cái xu hướng viết không phải để mà tôn thờ cái thứ trung quân nữa, mà bắt đầu viết để mà phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội, phản ánh những cái điều mà tai nghe mắt thấy ạ. Phản ánh những cái điều tai nghe mắt thấy trong xã hội, và sự suy thoái đạo đức trong xã hội của tuồng được đề cập từ một cái phạm vi rộng, rất là rộng, từ nội bộ của các vương triều phong kiến, từ cái việc tranh giành quyền lực giữa các phe chính và phe chính nghĩa và phe lịnh. Rồi ngoài ra thì trong các vở tuồng của Nam Bộ còn xuất hiện những cái hình ảnh những cái ông quan mà tham tiền hay là coi đồng tiền như là một thước đo đạo đức trong các vở tuồng là Kim Thạch Kỳ Duyên hay là trong vở tuồng là Lâm Xanh Xuân Hương. Và cái sự suy thoái đạo đức trong xã hội của tuồng còn thể hiện ở một cái bộ phận các cái thầy tu thầy võ.
có những người mà lừa lọc hay là trốn thuế tâm pháp của tuồng, ví dụ như là nhân vật Giả Tăng trong vở tuồng Trần Bồ, hay là nhân vật tâm pháp vở tuồng Gia Tường, hay là vở tuồng Lâm Xanh Xuân Nương, hay là vở tuồng mà Thằng Lãnh Bán Heo, hay là một cái số vở tuồng ví dụ như là Kim Thạch Kỳ Duyên. Và trong quan niệm của nho giáo, người phụ nữ phải là tam tòng hay là tứ đức, và bổn phận trách nhiệm của người phụ nữ là phải được nho giáo nhấn mạnh là phu sứ phụ tùy, hay là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, hay là phu tử tòng tử. Đối với chồng là phải tương kính như tân. Thế nhưng mà trong các vở tuồng của Nam Bộ thì xuất hiện những cái hình ảnh những cái người phụ nữ là